Thưa quý vị, học sinh nhiều khối lớp của thành phố Đà Nẵng đã trải qua hai kỳ liên tiếp, học kỳ 2 của năm học 2020-2021 và học kỳ 1 năm học 2021-2022 kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Vì vậy, trước kỳ thi cuối học kỳ 2 của năm học 2021-2022, các trường học đã tăng cường ôn tập, đặc biệt chú trọng hướng dẫn học sinh đầu cấp cách thức làm bài kiểm tra trực tiếp. Tôi đã đến trường học trực tiếp từ năm ngoái, nhưng nhiều học sinh trung học phổ thông của thành phố Đà Nẵng cũng đã phải chuyển đổi trạng thái học, thi trực tiếp, trực tuyến liên tục. Trong giai đoạn COVID-19 diễn biến phức tạp, giáo viên các bộ môn đã tăng cường công tác ôn tập cuối kỳ, nhất là với học sinh cuối cấp. Thì nhà trường cũng đã triển khai cái kế hoạch tiến hành bồi dưỡng cho học sinh chuẩn bị vào đợt thi cuối kỳ 2 và chuẩn bị cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì giáo viên cũng đã tự xây dựng cái kế hoạch cho từng bộ môn của mình, đặc biệt là đối với các cái tổ hợp xã hội và tổ hợp tự nhiên để dành cho các em 12 mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu ở hình thức kiểm tra trực tuyến, học sinh chủ yếu làm bài tập bằng phương thức trắc nghiệm, thì ở hình thức kiểm tra trực tiếp, nhiều môn thi sẽ làm bằng phương thức tự luận. Chất lượng học trực tuyến khó lòng đảm bảo bằng trực tiếp. Vì vậy, việc giúp học sinh, nhất là học sinh đầu cấp, làm quen với các dạng đề, củng cố lại kiến thức trong thời gian học trực tuyến được các trường đặc biệt chú trọng. Trường triển khai cho các lớp là các em ôn tập. Đó, thì ban cán sự lớp là 15 phút đầu giờ sẽ là kiểm tra vở, rồi kiểm tra các việc các bạn giảm bài tập, làm đề cương. Từ kiểm tra online các em chuyển sang kiểm tra trực tiếp thì cấu trúc đề nó cũng có cái sự thay đổi. Chính vì vậy mà cái hướng dẫn cho các em cái kỹ năng và phương pháp để làm bài kiểm tra trực tiếp cho các cái kỳ thi kiểm tra cuối kỳ thì nó rất là quan trọng. Riêng đối với các học sinh lớp 6 thì đây là lần đầu tiên các em mới được tham gia một cái cuộc kiểm tra cuối kỳ theo một hình thức là trực tiếp. Thì để chuẩn bị cho cái công tác này thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra hộp hội đồng sư phạm, hộp tổ nhóm chuyên môn, yêu cầu các thầy cô giáo bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở, củng cố ôn tập, hệ thống hóa lại kiến thức và đánh giá ra đề, đánh giá đúng lại cái năng lực của học sinh. Hiện nay khối lớp 9 và khối 12 đang tiến hành kiểm tra học kỳ 2 để dành thời gian tiếp tục ôn tập cho các kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau nhiều lần lỡ hẹn thi trực tiếp vì dịch, việc kiểm tra cuối kỳ lần này sẽ là thước đo đánh giá thực chất quá trình học tập, cần đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan, công bằng, phản ánh đúng kết quả học tập của học sinh.